Hát Môn là một làng cổ bên cửa sông Hát, nơi truyền thuyết về cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng cách đây gần 2.000 năm vẫn được lưu truyền đến tận ngày nay. Có tới 3 ngày lễ trọng trong năm để tưởng nhớ đến Hai Bà. Ngày mùng 6 tháng 3 âm lịch là ngày Hai Bà đánh trận trở về Hát Môn rồi tuẫn tiết về trời. Mùng 4 tháng 9 là ngày Hai Bà mở tiệc khao quân phất cờ khởi nghĩa. Hội tiệc ngày 24 tháng Chạp là ngày Hai Bà tắm gội để sang cổ Lôi Trang, Mê Linh lên ngôi vua. Trong ba dịp ấy thì lễ hội mùng 6 tháng 3 linh đình nhất, bởi đó chính là ngày giỗ của hai vị vua bà. Ai đã một lần được đọc Đại Nam Quốc Sử diễn ca, hẳn đều nhớ những câu thơ hùng tráng tràn đầy khí phách của người xưa khi viết về Hai Bà Trưng. Bà Trưng quê ở Châu Phong, giận phường tham bạo thù chồng chẳng quên, chị em nặng một lời nguyền, phất cờ nương tử thay quyền tướng quân. Ngàn Tây nổi áng phong trần, ầm ầm binh mã xuống gần Long Biên. Hồng quần nhẹ bước chinh yên, đuổi ngay Tô Định dẹp yên biên thủy. Đô Kỳ đóng cõi Mê Linh, lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta. Xưa kia, nơi đây địa thế hiểm trở, bên này núi Ba Vì sừng sững, bên kia dãy Tam Đảo chạy dài, chấn giữ cả một vùng sơn địa có ba con sông hội tụ: Hồng Hà, Đà Giang và Lô Giang. Đất hiểm mà mở, nước đến rồi đi, khắp nơi khắp ngả ra vào đưa đón tấp nập. Từ nơi linh thiêng đó đã xuất hiện hai người con gái Trưng Chắc và Trưng Nhị, lần đầu tiên lãnh đạo nhân dân vùng dậy lật đổ nền đô hộ bạo tàn của phong kiến phương Bắc, giành độc lập cho dân tộc. Cay đắng về sự thất bại của Tô Định, năm 43 sau công nguyên, tức là sau khi Hai Bà Trưng lên ngôi vua 3 năm, vua Quang Vũ nhà Hán sai Mã Viện dẫn đại binh tái chiếm nước Việt. Để bảo vệ non sông vừa giành lại được, Trưng Nữ Vương cùng toàn dân lại dương cao ngọn cờ chống quân xâm lược. Sử cũ còn chép lại, sau nhiều trận đánh ác liệt mà âm vang còn lưu lại qua những tên đất, tên làng, do thế giặc quá mạnh, Trưng Vương bị thương, quân của Hai Bà phải rút về xã Hát Môn. Bỗng bốn phía mây đen ồn ồn kéo đến, sấm nổ vang trời, cuồng phong dữ dội. Hai Bà cùng đoàn quân sĩ gieo mình xuống dòng sông Hát mà hóa vào cõi Vĩnh Hằng. Hôm đó, nhằm ngày mùng 6 tháng 3 năm Quý Mão, nhân dân trong làng đã lập đền thờ để ngàn năm hương khói. Đây được coi là một trong ba ngôi đền thờ Hai Bà Trưng lớn nhất và lâu đời nhất ở nước ta. Việc tôn vinh và biết ơn Hai Bà Trưng từ ngàn đời nay đã ăn sâu trong lòng con dân đất Việt. Hai Bà được lịch sử ghi danh là anh hùng dân tộc, nhân dân suy tôn thành bậc thánh thần và thờ phụng tại nhiều nơi trong cả nước. Những màn diễn sướng, tế tự, cúng bái sùng kính linh thiêng ở các đền đài miếu vũ đã trở thành nghi thức long trọng trong ngày lễ hội. Có thể nói, có cả một dòng lễ hội Hai Bà Trưng trong toàn bộ hệ thống lễ hội ở Việt Nam. Theo truyền thuyết, đền Hát Môn được khởi dựng ngay sau khi Hai Bà Trưng tuẫn tiết. Đền là quần thể di tích kiến trúc độc đáo, tọa lạc giữa một vùng non nước hữu tình rộng trên 2 mẫu. Ngôi đền đặt theo hướng Tây Nam, theo thuật phong thủy thì tả có Thanh Long, hữu có Bạch Hồ. Phía trước là Gò Con Rùa, đã tạo nên linh khí cho mảnh đất này. Đền Hát Môn khác lạ ở chỗ thờ hai vị vua bà,
Bởi vậy, trong nghi lễ đều thể hiện điều đặc biệt ấy. Có hai chủ lễ, hai bát hương, hai cỗ kiệu. Sau mỗi kiệu có người bê đôi hài, đồ trang sức, chầu cau. Phía trước kiệu có người đi giật lùi theo quan niệm cha đưa mẹ đón. Trước cổng đền có một miếu thờ mang tên là Quán Tiên. Tương truyền, nơi đây xưa kia chính là quán nước mà hai bà ghé vào ăn đĩa bánh trôi do bà chủ quán dâng trước khi tuẫn tiết về trời. Mỗi khi vào đền hai bà dâng lễ, người ta đều ghé vào thắp nén nhang cảm tạ bà hàng quán ấy. Để làm bánh trôi cúng, các cụ trong ban tu lễ phải rất cẩn thận từ khâu chọn gạo. Ngày trước, gạo nếp hoa vàng được giao cho hàng giáp lo. Nay hàng giáp không còn thì phải chọn ở những địa điểm được kiểm định kỹ lưỡng. Năm nay là năm thứ ba, cụ Hỗ được làm việc trong ban tu lễ của đền. Do đó, khi đảm nhận trách nhiệm chọn nguyên liệu làm bánh, cụ đã phải có rất nhiều phương án. Phần ngon nhất của bột là ở lượt giã thứ ba, thứ tư, được dành làm bánh dâng cúng hai bà. Bột lượt 1, lượt 2 và lượt 5 được chọn đều dùng làm bánh dâng các quan bộ hạ. Số bột trên tiếp tục được ủ ngâm cho đến sáng mùng 6 mới được ban tu lễ mở ra làm bánh. Đúng 0 giờ sáng ngày mùng 6, như một luật định nghiêm cần, cụ Hỗ cùng ban tu lễ tề tựu đông đủ ở nhà chứa lễ để sửa soạn làm bánh cúng. Vào 1 giờ sáng, bột được cụ trưởng ban mang ra dầy nước cho đến dẻo vừa độ, rồi tiếp tục cho vào cối giã. Cũng là giã bột, nhưng lần này khác hẳn với cách giã ban ngày. Theo đúng kinh nghiệm lưu truyền, cụ Hỗ nâng tay cao hơn và nện chày mạnh hơn khi giã bột khô. Bởi làm vậy, bột ướt sẽ mịn hơn. Khi bột đã được luyện mềm, mịn, dẻo đạt yêu cầu, cũng là lúc các mâm liên tục ngồi nặn bánh. Từng viên bánh tròn đều, ước chừng bằng quả mận to, được lần lượt bày đều trên mâm. Khác với kỹ thuật nặn bánh trôi nước trong Tết Hàn Thực mùng 3 tháng 3 của các bà các chị, bánh trôi cúng tại đền Hát Môn không được dùng lòng bàn tay xoa hay vê bột, mà bắt buộc phải dùng đầu ngón tay để tạo độ tròn cho bánh. Đêm vùng quê thanh vắng, tiếng chày đôi thậm thịch đều đều, xen lẫn tiếng lửa reo vui dưới nồi nước luộc. Người ta như dồn cả hồn vía vào những mẻ bánh ngon, đẹp, cùng với sự kính trọng và ước nguyện sẽ được hai bà phù hộ cho dân làng một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, nhà nhà an khang thịnh vượng. Bánh nặn đã xong, đích thân cụ chủ tế thả từng mẻ vào nồi luộc. Dụng cụ chuyên dùng vớt bánh phải là cái vợt tre đã được làm riêng chỉ dùng cho lễ hội. Việc khám hay thử bánh không phải ai trong ban tu lễ cũng làm được. Phải là người có kinh nghiệm lâu năm và thường chỉ có chủ tế được làm. Bột bánh trong, trắng, không dứt, không nát là bánh đã chín. Theo quy định của đền, bánh trong mỗi bát có số lượng từ 12 đến 13 viên. Riêng hai bát đặc biệt thường có 17 đến 18 viên. Bánh được bày kín xung quanh miệng bát, ở giữa rỗng để chứa mật khi dâng cúng. Trong suốt 2 ngày, chỉ làm 17 bát bánh trôi, đủ biết sự cầu kỳ cẩn trọng đến thế nào. Trong số đó, có 2 bát đặc biệt được dâng vào hậu cung cúng hai bà.
một bát dành thắp hương quan giám trai ở nhà chứa, số còn lại dùng làm lễ vật dâng tại các ban thờ trong đền. Trong lúc này, ở tất cả các căn bếp trong làng, người ta cũng đã bắt đầu nổi lửa, ngồi nặn và luộc bánh trôi. Để khi cụ chủ tế làm lễ ở đền, thì tại mỗi gia đình, người chủ nhà cũng dâng bánh làm lễ tổ tiên và nhị vị đức vua. Lễ quan giám trai xong, lúc này khoảng 5 giờ sáng, bánh được bày ngay ngắn vào quả ván chay, cộng thêm quả ván lễ mặn cũng vừa được nhóm các cụ tu lễ hoàn thành. Đến giờ hành lễ, tiếng chiêng trống sáo nhị tống lên. Lễ rước quà từ nhà chứa về đền bắt đầu khi trời vừa rạng sáng. Khi ban mai tỏa sáng, cũng là lúc đoàn rước về đến sân rồng. Lúc này mới đến thời khắc các vị chủ tế bắt đầu nghi lễ mở hội đền. Theo các cụ cao tuổi ở trong làng cho biết, thì lễ tế ở đền Hát Môn là lối tế theo kiểu cung đình với nhiều nghi thức nghiêm ngặt và phức tạp, từ cách đi, đứng cho đến cung cách dâng lễ vật lên hai bà. Người dân Hát Môn dù có đi đâu, ở đâu thì cũng không bao giờ ăn bánh trôi nước trước ngày 6 tháng 3. Họ phải đợi sau khi làm lễ tế nghiêm cẩn, và thường thì vào khoảng sau 9 giờ sáng ngày 6, cả làng mới được phép dùng bánh, gọi là thụ lộc nhà thánh. Người Hát Môn tin rằng ăn bánh trôi vào ngày này sẽ gặp nhiều may mắn, hạnh phúc. Nếu ai ăn bánh trước ngày 6 tháng 3 là vô lễ, sẽ bị của phạt. Đến 12 giờ trưa, bánh cúng từ các làng được hạ xuống phát lộc cho dân chúng. Đây chính là hình ảnh vốn được nhân dân khắp xứ khi về đến Hát Môn dự hội mong chờ nhất, và cũng là điều mà bất cứ một người dân Hát Môn nào cũng đều hết sức tự hào. Sức sống của lễ hội đền Hát Môn đã và đang tồn tại lâu bền một cách hữu thức trong tâm thức các thế hệ đi sau, góp phần nuôi dưỡng tình cảm và những ước vọng của con người theo những giá trị truyền thống đã được bảo lưu từ ngàn đời. Lễ hội đình đền làng có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống nhân dân, là môi trường thuận lợi để hình thành phát triển những giá trị thẩm mỹ, văn hóa, và là chất keo trong sự cố kết của cộng đồng làng xã. Tục cúng bánh trôi ở Hát Môn là nét đẹp văn hóa lâu đời rất cần được gìn giữ để trao truyền cho các thế hệ mai sau. Đặc biệt, khi đặt lễ hội đền Hát Môn vào chung với hệ thống các địa điểm cúng thờ Hai Bà Trưng trong vùng châu thổ sông Hồng, sẽ kết thành một giải văn hóa tín ngưỡng vùng thượng châu thổ Bắc Bộ, ghi nhớ công ơn những bậc anh hùng hào kiệt từ thời rất sớm của lịch sử đã can trường, bất khuất, dương cao ngọn cờ độc lập dân tộc.